Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin và đánh giá xe của TopCarVN. Trong video ngày hôm nay thì Trung Giáp sẽ giới thiệu đến quý anh chị các bạn một dòng xe sedan hạng B mà hiện tại đang có mức doanh số tốt nhất của Hyundai, đó chính là chiếc Hyundai Accent. Quý anh chị các bạn cũng đã biết là Hyundai Accent thì luôn luôn đóng góp trong top 10 những cái dòng xe mà bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, đúng không ạ? Hyundai Accent thì bao giờ cũng đâu đó khoảng tầm vị trí top 3, top 4. Điều đó thì luôn luôn khẳng định rằng Hyundai Accent luôn có cái chỗ đứng của mình trong top những cái dòng xe được yêu thích nhất hiện nay trên thị trường xe hơi Việt Nam. Hiện tại thì Hyundai Accent đang được Hyundai Việt Nam cung cấp với tổng cộng tới 4 phiên bản. Trong đó thì có 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Với 2 phiên bản số sàn, bản bay số sàn thì đang có mức giá niêm yết là 426 triệu đồng. Phiên bản thứ hai là phiên bản số sàn bản đủ thì đang có mức giá niêm yết là 472 triệu đồng. Và tiếp theo đó là phiên bản số tự động bản tiêu chuẩn thì đang có mức giá niêm yết là 501 triệu đồng. Và cuối cùng đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt bản cao cấp nhất thì đang được công bố với mức giá niêm yết là 542 triệu đồng. Hiện tại thì cả 4 phiên bản đang được phân phối và đang có những cái chương trình khuyến mại cho cả 4 phiên bản. Đó, thì nếu như quý anh chị các bạn chúng ta quan tâm ngay lập tức thì quý anh chị các bạn hãy liên hệ với số hotline mình đặt ngay bên dưới video này để chúng ta nhận được cái mức giá tốt nhất. Đầu tiên thì Trung Giáp sẽ giới thiệu qua cho quý anh chị các bạn về cái chiếc Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này một cách nhìn tổng thể hơn, để quý anh chị các bạn nếu chúng ta quan tâm thì chúng ta cũng biết thêm và chúng ta có thể là đưa ra những quyết định mua xe một cách hợp lý và nhanh nhất có thể. Về phần thiết kế tổng quát thì quý anh chị các bạn chúng ta cũng đã chắc là cũng biết nhiều rồi. Tuy nhiên mình vẫn giới thiệu lại như sau. Về phần đầu xe thì được tạo bởi những cái hình, những cái thanh ngang được ốp mạ chrome chạy dọc thanh ngang như này, chạy ngang như thế này. Cùng với đó ở phần giữa chúng ta có một logo của Hyundai được mạ chrome và cũng có các chi tiết mạ chrome bo viền phần mặt ca lăng đằng trước này, tạo cho chúng ta cái cảm giác cái phần mặt ca lăng phía trước này nó nổi bật hơn và sáng hơn. Về phần đèn của chiếc Hyundai Accent này thì điều mình ấn tượng nhất đó chính là chiếc Accent này được trang bị đó là một cái dải đèn led chạy vuốt sang hai bên này, tạo cho chúng ta cái cảm giác rất là sang trọng. Một chiếc xe tuy là ở phiên bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà Accent cũng đã trang bị cái đèn định vị ban ngày này, đó, một cái dải đèn led dưới định vị ban ngày này. Công nghệ đèn thì sẽ sử dụng công nghệ đèn halogen dạng projector. Về phần bên dưới của chúng ta, về phần hốc đèn của đèn sương mù thì cũng được ốp mạ chrome luôn. Đó, ốp mạ chrome cùng với đó là một cái đèn sương mù giúp cho chúng ta khi đi trong những cái cung đường mà trời sương mù thì chúng ta bật đèn sương mù lên giúp chúng ta có cái tầm nhìn tốt hơn. Đó là một cái đặc điểm ưu thế của chiếc Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn. Tuy là bản tiêu chuẩn nhưng mà Hyundai trang bị khá là đầy đủ. Ở bên trên tay mình đây là chiếc chìa khóa của chiếc Hyundai Accent bản tiêu chuẩn. Chúng ta có các chế độ mở đóng cùng với đó là chế độ mở cốp của chiec Accent này. Một chìa khóa Smart Key cũng khá là ok. Phần gương chiếu hậu của chúng ta sẽ là gương chiếu hậu chỉnh điện. Chưa phải là gập gương tự động quý vị anh chị các bạn nhé. Gương chiếu hậu chỉnh điện và cũng đã được tích hợp xi nhan trên gương, một cái dải xi nhan LED chạy rất là thể thao và trẻ trung. Đó, phần cửa của chúng ta, phần tay nắm cửa của chúng ta cũng đã được ốp mạ chrome và có tích hợp nút mở cửa ở đây, ở ngay bên phụ cửa phụ thôi. Tuy nhiên Hyundai cũng trang bị cả nút mở cửa ở trên cái tay nắm cửa này. Đó là một điều mình rất là ưa thích. Rồi, có lẽ là mình giới thiệu qua về phần thân xe như vậy thôi. Những cái đặc điểm mà nổi bật mà quý chị các bạn có thể là mang ra và chúng ta có thể so sánh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc để chúng ta đâu đó chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về cái trong phân khúc hạng B hiện nay. Xin mời quý chị các bạn trước chúng ta sẽ cùng nhau về phần đuôi xe của chiếc Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này. Về phần đuôi xe của chiếc Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này thì quý chị các bạn có thể nhìn thấy ngay đó là ở phần chúng ta đã được trang bị anten vây cá mập này, một cái dải đèn phanh ở ngay khu vực bên dưới kính này đây. Cùng với đó chúng ta có một cái chiếc đèn được vuốt bắt đầu từ phần hông xe cho đến khu vực lắp cốp sau này, tạo cho chúng ta cái cảm giác rằng nó khá là liền khối và rất là thể thao luôn. Hyundai Accent, chữ Accent đây rồi, Hyundai Accent.
logo của Hyundai Accent cũng đã được logo của Hyundai Accent mạ được mạ chrome. Phiên bản tiêu chuẩn này thì chúng ta cũng đã được trang bị về camera lùi. Đó, bản tiêu chuẩn đã được trang bị camera lùi, cùng với đó bổ sung thêm luôn đó chính là trang bị về đến 4 cảm biến lùi cho chiếc Hyundai Accent này. 4 cảm biến lùi quý chị các bạn nhé. Một bản tiêu chuẩn nhưng Hyundai cũng khá là trang bị khá là đầy đủ, mình đánh giá khá là đầy đủ. Thực sự là chúng ta cũng không thiếu sót gì cho phiên bản. Một sự khác biệt, cái sự khác biệt so với phiên bản đặc biệt thì mình cũng trình bày qua cho quý anh chị các bạn như sau. Đó chính là về cái cửa sổ trời, là sự khác biệt giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Bản tiêu chuẩn này chúng ta sẽ bị thiếu mất cái cửa sổ trời so với phiên bản đặc biệt. Cái đặc điểm thứ hai đó chính là về phần điều hòa. Điều hòa của Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta đang sử dụng điều hòa cơ. Tuy nhiên với phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ là sử dụng điều hòa tự động. Đó, tuy và tiếp theo nữa phải phần ghế. Phần ghế bên trong của Hyundai Accent này đang sử dụng bản tiêu chuẩn, đang sử dụng ở ghế nỉ. Và với phiên bản đặc biệt của chúng ta thì đang trang bị về phiên bản đó chính là ghế da cao cấp. Đó, tuy nhiên về phần ghế thì mình nghĩ là quý khách hàng có thể bổ sung một cách nào nó thực sự là dễ dàng thôi, không vấn đề gì cả. Về một điểm khác biệt thêm một chút nữa đó là về phần la răng. La răng nếu quý chị các bạn để ý với phiên bản đặc biệt thì chúng ta nhìn có cách nhìn gì đấy nó trông nó thể thao và bắt mắt hơn so với phiên bản tiêu chuẩn này. Tuy nhiên với cái tầm tiền giá như vậy, chênh lệch giá như vậy thì mình nghĩ rằng khách hàng nếu chúng ta không quá quan tâm về những cái điểm khác biệt như vậy, cùng với đó chúng ta có thể bổ sung thêm những cái trang thiết bị option cho mình cho phiên bản tiêu chuẩn này, thì hoàn toàn quý chị các bạn lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn này một cái sự lựa chọn khá là hợp lý. Hiện tại thì tại Hyundai An Khánh đang phân phối phiên bản tiêu chuẩn này với mức giá là 501 triệu đồng và đang có chương trình khuyến mại cho quý anh chị các bạn. Với mức giá là 501 triệu đồng đang khuyến mại cho quý anh chị các bạn, với chương trình khuyến mại chỉ là dưới 500 triệu đồng thôi. Tuy nhiên với mức giá cụ thể chốt bao nhiêu thì quý anh chị các bạn hãy liên hệ với shortline ngay bên dưới này video này. Nguyên nhân là vì chương trình giá của hiện tại thì đang có những cái sự biến động tương đối lớn và thay đổi rất là nhiều. Thì quý anh chị các bạn hãy cứ liên hệ với số hotline ở ngay bên dưới này để mình có thể là báo cái mức giá tốt nhất, cùng với đó là chương trình khuyến mại về phụ kiện cho quý các bạn, cho quý khách hàng. Và cuối cùng thì mình xin cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi video này, và hãy nhớ nhấn nút like, nhấn đăng ký kênh để chúng ta luôn luôn cập nhật những cái chương trình khuyến mại mới nhất, tốt nhất đến từ Hyundai. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.